Tu là gì? Là để làm sao mình thấy cái mặt thiệt của mình, bản lai diện, diện là mặt, một là mắt, thấy không? Cái mặt của mình đây không phải là mặt của mình đâu, nó khổ lắm, hồi 13 tuổi nó khác, bây giờ đây nó khác, đây là 80 tuổi cái mặt nó kỳ lắm. Còn cái mặt thiệt của mình là nó kêu là tướng hảo quang minh, cho nên mình tu làm sao mà trở về cái bản lai diện. Cũng như tu làm sao thật hành, làm sao để cho cái kim cang tánh nó hiển lộ. Bây giờ chưa, mà đã là chưa hiển lộ thì làm sao mà mình tự chủ được? Thế mình bị nó xoay sở, hết tài tới sắc, hết sắc tới danh, hết danh rồi tới ăn uống từ ngủ nghỉ, cứ như đó mà mình cứ quay quẩn, cũng như con kiến bò trên miệng chén, không có thoát được. Rồi cho nên Phật mới nói này: Như Lai đã nói 3.000 đại thiên thế giới không phải là thế giới thiệt đâu. Mà ai mà ý thức được không phải là thế giới thiệt đó, đó mới là thế giới kim cang đó. Phải hiểu được mà. Hà dĩ cố tại như thế, tại làm sao? Nếu thế giới này mà thật có thì nó hợp lại chỉ có một tướng thôi. Một tướng hồi nãy tôi nói đó, cái tướng gọi là cái bản thể đó, nó chỉ một. Sở dĩ bây giờ mình chia ra thiên hình vạn trạng, nó chia ra thôi chất này liệu kia nó đủ hết á, là tại vì cái đầu óc rồi nó cứ kêu là nó cứ vận động đó, hết vận động này tới vận động kia, càng vận động càng tinh vi, cho nên bây giờ khoa học họ mới trở về lại đó. Càng kêu là càng tìm ra rồi càng họ mới thấy rằng cái kêu là gì đó, nhất thiệt tướng. Ở trong này nói nè, thị tắc nhất thiệt tướng. Như Lai nói một cái tướng mà hộp đó thật ra nó không phải là nhất thiệt tướng, đó mới gọi là nhất thiệt tướng. Tức là cái tướng mà nó còn có một cái bản thể như giống nhau đó. Mà đã là một cái bản thể giống nhau, nó có hai cách. Một về tâm linh, đồng thể đại bi, bản thể giống nhau. Tâm linh hiện bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè, quý vị nó đang ngồi đó. Mỗi người giống như khác nhau, tại cái vận của mình cho khác, chứ cái hiểu biết nó giống nhau. Cũng như ở trong nhà mình hiện bây giờ có mấy chục ngọn đèn nè. Nhớ nha, mình thấy ngọn đèn lớn, ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn sáng hơn, ngọn đèn lu hơn, mình tưởng như là khác. Mình tưởng như mà khác, sự thật nó có một ánh sáng. Mình cũng vậy. Hiện bây giờ tại vì mình chưa có chấp, chưa có cái hiểu được tất cả chúng ta là một bản thể như nhau, cho nên chúng ta cứ làm khổ cho nhau, thấy không? Nếu mà chúng ta hiểu thiệt là một bản thể như nhau, mà chính vì cái lẽ đó mà Đức Phật mới ra đời lại, Đức Phật mới xuống đây nè, chứ ngài ở trên cung trời đâu xuất đâu diện, chứ ngài đâu có xuống làm chi, mà sợ chúng sanh không biết, chúng sanh không nhận chân được, cho nên ngài xuống ngài phải thể hiện giáng sanh nè, rồi xuất gia nè, rồi tu hành nè, rồi đắc đạo nè, để mà chỉ dạy đó. Cho nên sự thật mà nói đó, ví dụ như bây giờ chúng ta hiện bây giờ đây hiểu được đạo lý rồi, nhận chân rằng chúng ta không có khác, vì đồng thể đại bi mà tánh biết giống nhau, mà đã là đồng với nhau rồi thì không bao giờ làm khổ cho nhau, tại vì mình chưa có nhận đồng thể đại bi. Cũng như vậy, nhất thiệt tướng vũ trụ là nhất thiệt tướng có một thôi, nhân sinh cũng nhất thể, mà vũ trụ là nhất tướng, nó đâu có nhiều. Tại vì mình phân biệt, cái vận động của mình phân biệt, cho nên mình cho là khác, cái sự thật nó khác. Còn cái vấn đề ngôn ngữ, cái vấn đề màu da chủng tộc là tại vì ở theo một cái địa vực nào, nó theo địa vực nấy. Chứ Đức Phật nói rằng tất cả tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh ở trong đó đồng thể đại bi giống nhau. Đó, đạo Phật chủ trương như thế nào quý vị nhớ, như vậy tức là đại đồng thế giới. Mà chẳng những đại đồng thế giới trong cái quốc độ mình đứng ở đâu, mà cả những cái quốc độ mà hiện bây giờ mình chỉ tưởng tượng thôi, nhờ một vài khoa học đặc biệt người ta tìm ra, như trên cung trăng, như quả tinh, như các nơi đó, chứ sự thật ra tất cả đều là đồng. Hay lắm, chỗ này Kim Cang phải hiểu dùng cái lý này một chút nó mới hay, chứ không thôi nó không có được hay. Là khi chúng ta nhận được như vậy rồi thì tứ hải giai huynh đệ
Thánh nhân nói bốn biển đều anh em. Cái này mình không có nhận ngay mình anh em ruột nè, gọi là ruột nè, mà rồi cũng giả dối nhau, cũng nói láo. Tại vì cái gì cái sinh sống, vì cái vọng, vì cái ngã, vì cái muốn cho hơn. Đó. Chồng vợ anh em cha con mà khi mà nhận chân được cái giá trị của kim cang, kim cang bát nhã ba la mật rồi này, thì mới là biết bắt đầu để mà thật sự mà thương với nhau, kính với nhau. Còn không thì cho là khác, mà đã là khác á thì tha hồ mà kêu là hơn thua, phải vậy không? Còn nếu mà đồng với nhau thì làm sao mà hơn thua gì được. Thôi bây giờ tôi nói cái thí dụ dễ vậy nè, thí dụ như bây giờ tôi đây nè, chúng ta này, tôi đây là một cái thân giống nhau, là đồng thể chứ sao? Đồng thể là đồng một cái thân thể nè, gọi là thân giống nhau. Thì một tay tôi cầm cái đinh, phải vậy không? Tay tôi cầm cái đinh, một tay nữa là tôi cầm cái búa để đóng cái đinh. À, mà lỡ mà đóng mà nó trọt cái đinh một cái, búa người ta thấy máu nó chảy đi dễ sợ. Mà trong lúc đó nữa là thiệt hơi bực thôi, chứ còn bị gì đồng thể mà. Cái tay này nó nắm tay này, chứ phải cái ông này nó vô, ông này mà vô biết tôi nha. Phải vậy không? Nếu mà cái thể thứ nhì vậy mà mình đánh là biết tôi, nghĩa là tới cùng nếu tôi mê, còn nếu tôi ngộ thì không có sao. Thì đây nói cái thí dụ chứ không phải nói thật đâu. Đó, không phải là nói thật đâu mà nói thí dụ. Thì trong lúc đó lỡ mà cái đinh nó trật, mà cái búa đánh đánh thiệt, nghĩa là ba ngón tay này tiêu tùng hết à, nên nó dập hết. Thì bây giờ lo đi kiếm đồ để mà băng bó một mình thì tao không có, không có giận ai được. Bởi vì mình đánh mình đâu có ai giận ai thêm. Chứ mà cái người thứ hai là phải biết, khỏi cầm băng bó nữa là cầm búa khác mà làm tám làm tới. Cái nói cái thí dụ để quý vị thấy đồng thể lại biết. Nếu mà tôi công nhận rằng đạo hữu này đồng thể như, nhưng tôi bởi vì cái tâm thể giống nhau, thì không bao giờ tôi làm cho ngài này đau khổ. Là bởi ổng đau khổ, tức là tôi đau khổ. Nó có một thôi. Đạo Phật chủ trương như vậy đó, ngàn xưa tới bây giờ chẳng phải mới đây. Thấy không? Thành nghĩa là khi mà mình hiểu đạo được như vậy, không biết cái lời nào để mà kính ngài, không biết cái gì để mà khen ngợi tán thán ngài được, bởi vì nó hay quá đi. Đó, là tại vì mình phân biệt nè, anh em vợ con, cái vọng niệm đó, cái sự ăn sự mặc sự ở nè, cứ nghĩa là muốn cho hơn, cho nên anh giấu với em giấu với anh, nhiều khi vợ giấu với chồng là nó dân dân cha con, là bởi vì không có nhận được cái đồng thể. Đó. Cho nên trong này nói, Đức Phật nói thế giới nó cũng có một nhất thể, hồi nãy giờ tôi đã giảng đó, mà tâm này nó cũng có một, tất nhiên là đồng giống nhau. Tôi đã thí dụ cho quý vị nhớ đèn đó, bây giờ đèn điện hào quang có, đèn lớn đèn nhỏ có, nhưng mà cái năng lực phát điện sáng nó có một, không có khác. Mình phải nhận cái đó, tại cái bóng lớn cho nên nó thấy sáng, cái bóng như là hào quang tròn nó theo tròn, là cái đó tại cái vật thể bên ngoài, chứ còn điện ở trong nó có một rồi. Tâm linh chúng ai mà nhận được cái đó rồi á thì kim cương tánh hiện dễ lắm, bởi vì tu tập dễ, không có khó, là bởi vì mình không dám làm cho ai đau khổ. Đó quý vị thấy không? Thiệt với những người tu tập không dám làm cho ai đau khổ, trừ những chúng sanh nó can cường nan điều nan phục lắm á, thì phải hàn chấn, phải nộ, phải nạt để cho nó tu, chứ không phải là nộ nạt mà làm cho nó khổ đâu. Ở ngoài đời nộ nạt nó khác. Còn người tu á, thí dụ như bây giờ chẳng hạn như vô trong chùa, tôi nói thí dụ như đó, vô chùa là mục đích để mà tu hành chứ, thấy không? Để cho học cái này nè, học cái nãy giờ tôi nói nè, mình vô mà lo giải, nghĩa là cứ giải đại, lo đi đảo, lo đi chơi, thì cái gì mà có bổn phận trong chùa này nè là phải rè phải la, thấy không? Rè la là gì? Muốn cho những người đó người ta đi lên, không rè la thì nó đảo suốt 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 tán nha. Thì chùa chút thấp ba cái nhang rồi đi hoài thôi, có chịu nổi không? Phải la phải rè, nhưng mà la rè đó là vì muốn người ta đi lên. Bởi chúng sanh mà căn cường đang điều năng phục lắm, chứ không phải dày la đó mà làm cho cái người đó đau khổ đâu, hay là dày la cái vụ đó mà hạ bệ cái người đó xuống, hay là làm cho người ta hết sức là kêu là khổ lụy được không? Không, cái vụ đồng đó ngàn lần không có. Còn người đầu ta không biết, ta không biết nó sao ông thầy đó, ông tu thầy từ em bi đại hỷ đại xã, mà sao ông thầy ông mắng mấy người kia khác, mấy ông bắt quỳ hương, mấy người thấy nó nghiệp
người sâu mít mới có. Thế khổ là ông ác quá. Không có, chúng sanh nó kỳ lắm. Nếu mà tu hành mà không khéo á, trách nhiệm á, trách nhiệm lớn á. Đó là nói về cái bổn phận. Giáo mất nghiêm sư chi đọa, tự bất giáo phụ chi quá. Đó, phải rõ, phải kiếp hơn. Này ông tu Bồ Đề, cái nhất hiệp tướng đó, sự vật nó chỉ có một bản thể thôi. Thế rồi nhân loại vật tất cả chúng sanh cũng hoặc chúng sanh tăng thường vẫn là một bản thể. Còn cái câu đó là nói đồng bản thể đó, cái câu đầu mới vô đó đó, hoặc chúng sanh tánh thường rõ ràng là chỉ một bản thể, Phật cũng bản thể đó, chúng ta cũng bản thể đó, mà tại vì Phật đã bừng ngộ rồi, còn mình chưa có bừng ngộ, là Phật cũng tấm gương đó, mình cũng tấm gương đó, mà cái tấm gương của Phật đã sao, đã lau tròn sáng rồi, còn tấm gương của mình bụi đóng 35 lốt. Không thấy cái gì hết, nhìn vô thấy bụi không à. Mình nhìn mặt vô thấy toàn là bụi không, bụi nó lại nó phủ lỗ mũi mình nữa chứ là nguy hiểm nữa. Thấy không? Chứ bây giờ mình tu tập là gì? Lau cái bụi đó. Lau cho hết cái bụi đó là giống như cái gương của Phật, chứ có gì đâu. Cho nên mới gọi là Phật chúng sanh tánh thường rõ ràng. Thấy không? Khi mình còn mê thì mình gọi là mình là chúng sanh, mình phải chịu cái danh từ chúng sanh. Khi mình ngộ là Phật. Hiện bây giờ mình dốt cho nên mình gọi là học trò, phải vậy không? Nhưng mà mình học thông minh rồi thì mình là giáo sư. Thì giáo sư với học trò, cái thể nó đâu có hai. Cũng như cái tối với cái sáng đó, cái thể nó đâu có hai. Hết tối thì sáng nó hiện. Còn nếu mà cái gì tắt hết cái sáng thì tối nó hiện. Tối là vô minh mà sáng là giác ngộ. Nó không có hai. Vì không có hai cho nên mình mới tu được. Nếu mà cái tối nó thiệt, có thiệt nó thì mình không tu được. Là bởi vì nó có thiệt. Cái này cái tối nó có thiệt, cái mê nó có thiệt, cái ngu nó có thiệt. Nếu ngu mà mình ráng mình học thì nó phải thông minh. Thấy không? Tại vì mình không chịu học thì nó phải ngu. Nhớ dùng cái điểm hay lắm. Bởi vì đạo lý, mà nhất là lý kim cang đó, thì Ngài nói thêm đây nè. Cái nhất hiệp tướng đó thì khó mà nói. Thị tắc thị bất khả thiết, thiệt là khó nói, khó giải. Phật nói á, bởi vì chứng tới đó, hiểu tới đó, cũng như cái người ăn á, phải ăn rồi á, ăn một chén thì nó no một kiểu, ăn hai chén nó no kiểu khác, ăn ba chén nghĩa là cái ngầu đó thở không có đi tới đi lui được, cái no nó khác nhau hết á, mà nói ra không được. Thì cái sự chứng ngộ cũng được, cho nên đây Phật nói đây nè, nói cái nhất hiệp tướng nó không thể mà nói được, bây giờ phải ý thức. Người tu được khá chút thì hiểu khác, người tu trọn vẹn hiểu khác, người tu mà gọi là tới cái chỗ sáng suốt hoàn toàn á thì hoàn toàn hiểu khác. Cũng như cái vấn đề mình ăn này, ai ăn nên hiểu cái non, kẻ thì mới ăn có bốn đũa thì mình hiểu cái non, mình không cái người thứ hai ai không biết đó, thì cái vấn đề. Nhưng mà những cái người phàm phu lại tham trước cái việc đó. Đức Phật nói đây nguyên văn nè: đảng phàm phu chi nhân tham trước kỳ sự. Nhưng mà những hạng phàm phu chưa có sáng suốt giác ngộ thì cứ lo ham muốn, lo trụ trước trong những cái việc đó. Thấy cảnh thì chạy theo cảnh, thấy sắc thì chạy theo sắc, thấy tiền thì chạy theo tiền, vân vân và vân vân. Chứ sự thật đâu có biết, đó toàn là ảo mộng, ảo mộng hết. Chỉ có cái tâm linh chúng ta, cái tâm linh là gì? Tức là cái hiểu biết, cái điện lực sáng suốt của mình đó. Mình phân biệt đây là bông đỏ nè, đây là cái đồng hồ và cái tấm lịch nè, đây là cái đó nè. Cái đó mà bây giờ mình luyện tập cái đó, mình tu tập cái đó nè. Càng ngày tu tập thì những cái đó nó bừng sáng ra, nó sáng dễ sợ. Mình như Đức Phật là Ngài hoàn toàn sáng cái đó thôi. Còn mình thì ngược lại, hoặc là sáng chút thôi nhưng đông đốn. Thì cái đó nó tùy theo mình nè. Đến cái phần thứ 31 á, là cái tri kiến không sanh. Đó, ở trên đây là nói vũ trụ. Mới vừa rồi đó là nói vũ trụ. Bây giờ đây là nói tâm linh. Tri kiến là tâm linh. Tri là, tri nghĩa là gì? Biệt, đúng rồi. Kiến là thay, chứ không phải kiến là con kiến đâu nghe. Thấy với biết nó đại diện cho tâm linh. Phải vậy không? Thấy với biết là nó đại diện cho tâm linh. Bây giờ nói tâm linh là cái gì mình đâu có biết,
làm sao mình diễn tả, nhưng mà thấy được, thấy này, biết thấy cái này phân biệt cái gì đó là tâm linh đó, là chỉ cho cái bản thể của tâm linh đó. Trước cái đoạn trước này nè, thì Đức Phật nói cái bản thể của vũ trụ nó có một nhất thiết tướng. Rồi bây giờ đây ngài nói cái tri kiến không có sanh, cũng như hồi nãy tôi nói đó, hồi nãy có cái câu trước mà quý vị mới vô nghe đó, vô sở tùng lai diệt, vô sở khứ cố danh như lai. Thế, nghĩa là không đi đâu mà cũng không đến đâu. Khi chúng ta chết đó, nên nhớ kỹ, trừ khi nào mà cái nghiệp lực mình nó quá dày đi, cái vọng tưởng vọng động mình nó quá nhiều, cho nên mình không làm chủ được, cho nên nó mới phải lâu kéo tới cảnh giới này, có thế giới kia, có thế giới nào. Chứ sự thật trong khi đó mà cái tâm mình sáng suốt, sáng ngờ rồi á, thì cái vấn đề chết rồi á, xả báo thân này, tâm linh chúng ta tự chủ, muốn về thế giới nào cũng được, muốn ở đây cũng được, hay là muốn về thế giới cực lạc cũng được, muốn thế nào gọi là nhất niệm thông tam giới. Ví dụ như quý vị đã chết rồi đó, nhưng mà rồi mình ở lẩn quẩn trong nhà, trong chùa, thấy hơi buồn, rồi dùng một cái tâm linh đánh điện về thế giới cực lạc, bởi đó là có công đức cung đồng một nữ, hay là Quan Âm Thế Chiếu các ngài thấy đó. Nếu là mình tự chủ, đó là ta gọi là thành tâm Phật. Còn nếu mà hầu hết là bị cái nghiệp lực nó lôi cuốn, quý vị thấy không, sợ chết qua sớm rồi nó lôi cuốn, nó lạc cặp lưỡi cứ không biết thanh về đâu, tiền lộ mang mang, vị tri hà giảng, đường trước mờ mờ không biết đi đâu. Cái sự thật là nếu mà mình tự chủ, mà muốn tự chủ như vậy đó, thì bây giờ hiện sống ngày nay đây nè, hiện tại quý vị phải biết mình coi thử mình tự chủ được mình chưa. Tự chủ là nghĩ như thế nào, muốn thức hầu nào thức, muốn tu niệm hồi nào tu niệm, đừng cho một cái gì bên ngoài nó làm chủ mình, thấy không? Thuốc đừng cho nó làm chủ mình, trà đừng cho nó làm chủ mình, rượu đừng cho nó làm chủ mình, sắc đừng cho nó làm chủ mình, vân vân. Đó, thành chứ gì nữa, còn đòi gì nữa? Đó là thành rồi đó. Cao lắm. Được, không có gì đâu. Phật làm được, mình làm được. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nghĩa bất ân tự kinh như tối phước, kia đã là trượng phu như Phật làm được thì mình cũng làm được. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nghĩa mình cũng được, bất ân tự kinh như tối phước, đừng nói cao quá, đừng cứ cũng được chứ phải làm, bây giờ bắt tay vào công việc làm đi thì nó được chứ có cái gì đâu, đừng có sợ. Tại sao Thái tử Tất Đạt Đa ngày làm được? Ngài cũng sanh ra cũng có cha có mẹ, mà điều ngài khá hơn mình chút là ngài làm thái tử thôi, mà thái tử mới khó tu à, thấy không? Chứ mình dễ tu lắm, mình khỏe luôn à, cũng khá luôn. Còn cái ngõ nào mà nó cao quá là sao được nữa? Dạ, không có cao đâu. Có một cái lý đó, nó cái này đó, thì lý sao nó phân vân một chút. Không lý lắm. Thì như vậy, thế nhưng mà đến lúc thực hành như này mong nó còn kinh nghiệm. được cái câu nói nó nghe được, nói là một điều thiệt đó, cái lý là vậy đó. Nhưng mà bởi vì cái nghiệp của mình nó dày đặc, tôi là hắc nghiệp, thấy không? Nói nó bây giờ nói nó thiệt, nói cho quý vị trong tâm thấy nó nhẹ nhàng quá, thấy vậy không? Nhưng mà ra khỏi về tới nhà biết thấy không, về tới nhà là biết ha, nó giống như cũ đó. Cho nên ta nói là cô có căn tu hành mà có đạo bạn phải ở cùng nhau, phải nhắc nhở với nhau, nhắc nhở dữ lắm. Cho nên trong đại chúng mà khi mà người ta vô ta phát nguyện ta tu rồi, ta phải theo một cái luật lệ rồi phải nhắc nhở, ai cũng phải theo như vậy, chứ không phải là người đi ở năm 10 năm rồi muốn làm cái gì lắm, những cái người mới tới rồi phải bắt làm, không phải như vậy. Cho nên người tu tập mà người làm nghiệp nhẹ tu nó dễ lắm, mà người nghiệp nặng ta nói là ba chìm bảy nổi sáu tinh đi, không phải dễ đâu, thiệt là muốn lắm, nhưng mà ăn chay vô thì nó sốt ruột, thấy không? Ăn bữa 14 rằm có 2 ngày thôi, và tối đó thấy là trong mặt hết cỡ chán giá, thì nói nhà nói thôi giờ cho ăn gì khác cho Phật ngủ rồi. Cái kiểu đó thì làm sao nó cái vụ mình dễ được,
mất mất có hai ngày đó, ngày 14 anh là còn vững còn nói chuyện được, có khá qua ngày làm bị nó sốt ruột, nó có những cái khó lắm, nội cái chuyện ăn chay không à, chứ đừng nói tới tu nữa, còn cái nghiệp đó nghe, càng tu càng tập hành thì nó phản ứng nó phá, cái đó nên nhớ kỹ nhé. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là quý vị sợ đâu, không phải ai cũng vậy đâu. Cái người mà nghiệp nhẹ tu á nó dễ, còn cái người nghiệp nặng nghe, ta nói rằng phải càng thực hành thì càng phá, nó phá sanh sao vàng vọt, nó phá đủ hết đó. Chẳng hạn như đừng nói gì nó sai này, quyết định mà cầm ba chân nhân mà nguyện nó, tôi giờ cho con trường thai, ăn trường thai, nó phá được đến nỗi bệnh này, bệnh được kiếp này, kiếp nó kiếp bị á, thấy không? Tôi mơ nằm chim bao, mơ nằm xuống đó có người đem thịt gà tới đút đó, cái vụ đó có, người ta đã chưa nói rồi đó. Rồi nếu mà tỉnh được á thì từ chối theo, còn nếu mà không tỉnh thì thôi rồi ô ô rồi. Nó như vậy đó, cái nghiệp nó nặng dễ sợ chứ không phải là cái vấn đề đâu. Cho nên á, khi mà mình thấy những người tu tập, những cái người tu tập hoặc là bạn hữu của mình hay là bà con của mình hay là mình thấy mà người ta lỡ, mà người ta gọi là thối chí hay là nghiệp lực ta chống chọi không nổi, mà người ta gọi là trở đũa đó, thấy không? Mình phải thương người ta, cầu nguyện nha, chứ đừng có cười, cánh miệng cười nha. Tu người ta, tôi mới vô tu tôi ăn 10 ngày sao mấy ông mới ăn 4-6 ngày mà từ giờ trở đũa rồi, không nên cười. Cái người vô tu trong chùa cũng vậy, trừ các cái người ta chưa biết đạo, người ta nói à, tại sao cái ông đó ông vô ông tu mà ông không có nghiêm trì giới luật này kia như nọ, chứ cái nghiệp nó khảo dữ lắm trong phải thường đâu. Vì vậy cho nên phải có bên, là phải có luật lệ, là phải nhắc nhở, là từ những là đủ cách để mà hướng dẫn. Cho nên hướng dẫn một người tu tới nơi tới chốn á không phải là vấn đề dễ. Cái nghiệp lực thậm đại, năng lực tu di, năng tâm cự hải, năng chính tánh đạo, bữa trước tôi giảng rồi đó, cái sức nghiệp của mình nó nặng lắm, coi như vậy đó. Nói thì Đức Phật dạy thì coi như dễ, giống như dễ, nhưng mà khi bắt tay vào công việc làm là cả vấn đề. Nhưng mà nói như vậy không phải là mình không cố gắng, cố gắng đi, cố gắng rồi sẽ được chứ. Mình phải đem cái sức cố gắng, chứ không phải nói như thế rồi hàng kêu đầu hàng với vô điều kiện đâu, không phải vậy đâu. Nhưng là phải cố gắng để mà tranh đấu. Bây giờ nói tới tri kiến, nó không có sanh ở trong cái phần thứ 31 này. Ông Tu Bồ Đề, nếu có người nào nói như thế này nè, nói Phật nói ngã kiến, ngã kiến bữa trước chấp chặt gì ngã đó, nhân kiến chấp chặt gì người, chứ kiến này là chấp, chứ không phải kiến là thấy đâu, kiến là cố chấp. Chúng sanh kiến tức là chấp chặt chúng sanh, thọ giả kiến là chấp chặt trong cái vấn đề thọ. Thọ giả này, ông Tu Bồ Đề, cái ý ông nghĩ là sao? Cái người đó có hiểu được cái nghĩa của tôi đã nói không? Hoặc hỏi Ngài Tu Bồ Đề vậy. Ngài Tu Bồ Đề, Ngài nói bạch Thế Tôn, không khó hiểu quá đi. Phật nói coi vậy chứ mà không phải dễ hiểu đâu. Người đó không hiểu được cái nghĩa của Đức Như Lai nói đâu, đã nói sở thiết đó. Đây nè, thị nhân bất giải Như Lai sở thiết nghĩa. Cái, những cái người đó họ không có hiểu nổi cái nghĩa lý của Như Lai đã nói đâu. Như Lai đã nói vạn vật đồng bản thể, con người đồng thể đại bi, giống như nhau, không phải dễ đó. Ngài Tu Bồ Đề, vì sao Thế Tôn nói? Bởi vì Thế Tôn đã nói rằng ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức không phải là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, đó mới gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Đó là mờ tà nhất đầu nhất óc mấy cái vụ đó. Có nghĩa là như thế này nè, bởi vì Đức Như Lai á, sở dĩ mà Ngài nói ra có ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến á, là vì chúng sanh nó, cái bệnh nó nhiều quá, nó chấp quá đi. Bây giờ Ngài muốn sở những cái bệnh đó, thấy không? Chứ còn nếu mà lành bệnh rồi á thì Ngài nói chứ nữa. Cái người mà lành bệnh rồi thì thuốc, đem thuốc mổ. Bởi vậy ra, bởi vì bệnh còn, cũng như bây giờ mình nghĩ tại sao mà dưỡng đường còn, nhà thương còn, là tại bệnh nhớ con. Chứ nếu mà mình ăn gạo nước mới muối mè dẫn kêu là dưỡng sinh hết á thì mấy chỗ nào đóng cửa, không có bệnh nhớ vô.
thấy không? Cái vấn đề Đức Phật nói trong vậy, sở dĩ mà Đức Phật có nói có chia ra kinh điển, được có chia ra ngã kiến nhân kiến để mà cho chúng ta thấy, để chúng ta bớt bỏ cái đó đi, là vì giữ tùy bệnh giữ dược theo cái bệnh mà thuốc. Được không? Thì này ông Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề phát cái tâm vô, người nào mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á, tức là người nào mà phát cái tâm cao thượng, phát cái tâm muốn thành Phật á, thì đối với tất cả sự vật phải biết như vậy đó, ưng như thị tri, phải biết cho nó đúng như cái nghĩa mà đã giảng trước đó, trước đây tôi mới giảng nãy rồi đó, phải thấy như vậy đó, phải hiểu biết như vậy đó, rồi phải thấy như vậy đó, phải tin giải như vậy đó, chứng như thị này là chân lý. Là Phật nói không sai đâu. Phật nói rằng vạn vật này vũ trụ tam thiên đại thiên thế giới đồng một thể thôi. Tại vì mình chưa tới cái trình độ đó, cho nên mình cứ mơ mơ màng màng. Hồi nãy tôi giới thiệu chưa là thí dụ ba bốn chuyện đó. Nên nếu mà mình bừng ngộ lên được rồi thì ta nói khi mà mình bừng ngộ đem cái không này nghiền như tro như bụi bụi để mà rải lên để mà tỏ cái sự hân hoan cúng dường cho Đức Phật cũng xứng đáng. Như vậy đó, khi mà hiểu được đạo rồi, cho nên ngài Quán Đức nó ha, ngài biết được đạo, cho nên đem cái thân này mà làm cái đuốc để thắp sáng cho chiếu phá những cái vô minh cho thế nhân, ngài đâu có thấy gì đâu nghe. Còn mình tại vì mình chấp cái thân này, động tới là sợ, động tới là sợ phải chết, thấy không? Chứ còn sự thực ra nếu mình như thị tri, như thị kiến, như thị tín giải, không sanh cái pháp tướng, nghĩa là không bao giờ vọng sanh ra có cái tướng nó có hai, có ba, có bốn, mà nó chỉ là một thôi. Đó. Này ông Tu Bồ Đề đã nói cái pháp tướng thì Như Lai nói tức không phải là pháp tướng, đó mới gọi là pháp tướng. Pháp tướng là gì? Tức là cái tướng của sự vật. Cái tướng của sự vật Như Lai đã nói á, Như Lai nói cái tướng của sự vật đó tức là không phải cái tướng của sự vật, bởi vì nó có thể ở đâu nói, thấy không? Mà nó không phải cái tướng của sự vật nó mới thiệt là pháp tướng, nghĩa là nó không có thể diễn tả được thì cái đó mới là cái tướng của sự vật, còn diễn tả được là còn kim bao, mà còn kim bao là không có cho nên tôi nói bữa nay là nó bữa phải nói đi sao hiểu nổi nổi thì cũng phải đáng chịu. Bây giờ đây cái phần thứ 32 tức là cũng là phần chót của kinh này, Phật nói ứng thân quá thân cũng không phải là thiệt. Đức Phật vì chúng sanh cho nên mới ứng thân thể hiện ra đời, thân tượng sáu đâu phải là thiệt, hóa thân cũng vậy. Nhiều khi ngài vì muốn độ cho những cái loài ngạ quỷ, ngài hóa thân là một vị Bồ Tát để mà độ cho những loài ngạ quỷ, thì tất cả những cái ứng thân hóa thân đó không phải là thiệt, phi chân không phải là, không phải là thiệt. Pháp thân nếu muốn nói thì mới là thiệt, nếu muốn nói là danh tự thì pháp thân, dĩ pháp giới, dĩ thân cố giới là pháp thân, còn ứng hóa thân đó là cái chuyện tùy duyên ứng biến. Thế mà đã là tùy duyên thì nó có thiệt. Ví dụ như bây giờ thấy ở trong một cái bài cột đó, nó dữ quá đi, nó ăn nuốt lẫn nhau, nghĩa là nó giết hại lẫn nhau, mà nó giết hại tới tới gì, nghĩa là chúng sanh ở trong đó vùng đó, thì Đức Phật nhiều khi mình thấy đau khổ nó tạo tội nghiệp còn ngày quá hiện, thì cái quá hiện nó có hiện nó thân thân cộng đọc tiền thân mình biết đủ kiểu hết rồi. Này ông Tu Bồ Đề, nếu có người nào dùng bảy món báo, bảy món báo không giảng rồi đó, bảy món báo là một là vàng, bạc, lưu ly, ngọc lưu ly, ngọc pha lê, ngọc sa cừ, mã não, gì nữa, xích châu, đó bảy món báo đó. Nếu mà người nào mà đem đầy đủ bảy món báo, nghĩa là trải qua vô số thế giới để gì, để mà bố thí,
là ý muốn nói như thế nào. Cái người mà đem một cái của báo như vậy đó để mà bố thí khắp hết vô số thế giới, A Tăng Kỳ thế giới, tức là vô số thế giới đó, đó là một chuyện ha. Rồi nếu có người thiện nam thiện nữ nào mà phát cái tâm Bồ Đề, thọ trì cho đúng mức với cái kinh này cho đến một bài kệ bốn câu thôi, thì cái người thọ trì đọc tụng vì người giảng nói, thì cái phước đức mà bố thí bảy món báu khắp vô số thế giới kia, so với lại cái người thọ trì đọc tụng và hiểu được cái kim cang này, thì cái phước của cái người sau này là, nghĩa là cái phước thắng hơn trước. Tới đây chấm, tại sao Đức Phật cứ so sánh cái này hoài? Hôm nay là coi như là 4-5 chỗ rồi. Là bởi vì quý vị nhớ nè, cái này nhớ dùng chút nè, nghĩa là tiền kho bạc tiêu bạc lắm, nó nằm ở trong mấy cái câu này. Nếu quý vị hiểu được, không có vàng bạc ngọc ngà châu báu nào mà nó quý bằng khi mà quý vị hiểu được cái chỗ này. Là bởi vì dù cho bảy món báu, dù cho cái lòng tốt đem cho khắp thế giới, vô lượng thế giới, nhưng mà đó cũng là sự vật thôi. Đó cũng là sự vật. Sự vật đó là phụ, mà tâm linh là chính. Cái độ đó đó. Cái sau mà sở dĩ Phật cứ so sánh người nào mà thọ trì kinh Kim Cương này cho đến chỉ một bài kệ bốn câu, cái thọ trì này không có nghĩa là đọc bốn câu thôi đâu, không phải vậy đâu mà hơn ông kia được đâu. Hay là chỉ là đọc tụng hay là gì người giảng nói qua lo mà hơn, không. Là cái người nào mà đạt được, mình phải nói cho rõ ràng, đạt được cái lý Kim Cương, đạt được cái lý của kinh này, đạt được cái lý của một bài kệ bốn câu. Bát nhã là trí bát nhã, tức là trí tuệ đó. Vị trùng trùng là mình làm sao cho lốt lốt. Ví dụ như thế này, tôi nói lốt lốt là như thế nào. Sáng này có cái việc gì nó xảy ra, gây ngủ này, mình dùng cái trí bát nhã giải quyết cái một. Thấy không? Chút nữa đó sẽ có một cái việc gì mà nó không có được bình thường, nó xảy đến mình giải quyết cái một. Nghĩa là luôn luôn đó, có được trí bát nhã cao cường đó, mới giải quyết được cuộc đời những cái gì mà nó quái quanh, nó kỳ cục. Còn nếu mà người đời mà cứ đem cái ý thức mà giải quyết đó, ý thức là cái hiểu biết đây nè, hiểu biết tầm thường này giải quyết nè, thì càng giải quyết càng khổ, càng giải quyết càng kêu là nguy hiểm, càng giải quyết càng tới cái chỗ gọi là kêu là tội lỗi, kêu là phiền não, kêu là phiền não nó thể hiện đó. Do đó cho nên người tu tập, quý vị thấy không, ví dụ một cái việc gì lớn quan trọng đi nữa, tới những cái việc mà tu hành mà có trí tuệ, người ta giải quyết rất dễ dàng, không có cái gì khó khăn đó. Thành ra bát nhã vị trùng trùng, trùng trùng là lốt lốt. Làm sao mà cái bát nhã nó thể hiện lốt lốt thì cuộc đời mình quả may mới có, chứ là hưởng một chút chân hạnh phúc chứ không không có đâu. Hạnh phúc của đời này người ta tạm gọi là gán cho hai cái chân hạnh phúc đó. Hạnh phúc đó cũng như là cái làm khói hương đó. Để nắm cái là nó không còn hạnh phúc đầu. Còn cái hạnh phúc của người tu hành là chân hạnh phúc. Muốn tìm chân hạnh phúc thì phải tìm ở bên trong, bên trong mình. Tìm hạnh phúc mà tìm bên ngoài á, hạnh phúc với của tiền hay là danh vọng địa vị cao sang á, thì cũng như là người bắt bóng, cũng như là bắt cái lạc quái hương. Trong lúc đó nếu mà mình hàng phục được tâm rồi, mình tìm hạnh phúc trong tâm yên ổn rồi thì vô cùng đặc biệt. Là bởi vì tâm mình làm chủ động tất cả sự vật. Quý vị để ý đó, tâm làm chủ động đó. Mà tâm nếu mà không sáng thì chết lắm. Nó khiến con người, mà tâm mà nó sáng được thì tất nhiên là nó làm chủ được sự vật. Cho nên nếu mà ở trong một nước mà vị tổng thống nó có trí tuệ đầy đủ,
để chèo con thuyền quốc gia thì dân chúng họ nhờ quyết của mình. Một bộ mà nếu ông bộ trưởng đó hết sức có trí tuệ để mà giải quyết, bởi vì trí tuệ là lúc nào cũng giải quyết về cái phần sáng suốt, chứ không có giải quyết cái vấn đề mà kêu là tấu tâm mê mờ. Tấu tâm có nghĩa là như thế nào? Giải quyết một cái vấn đề, ví dụ như bây giờ tôi nói tổng thống, một vị tổng thống ở trong nước sẽ dùng một cái bệnh viện của quốc gia hay thế giới, khi mà xảy ra một việc gì là ta có một cái trí sáng ta giải quyết, nghĩa là coi như là ổn thỏa tất cả, chứ không có cái kiểu giải quyết mà cái lợi cho mình, cái lợi cho quốc gia mình, mà hãy cái lợi cho quốc gia mình thì quốc gia khác, đối với quốc gia khác phải bị hạ thiệt thòi, mà thiệt thòi thì giặc nó đánh thì muôn năm nó vẫn là tiếp tục để mà sát sanh với nhau, làm như vậy thấy không? Có nghĩa như vậy không? Có nghĩa là cái trí tuệ để làm cho nước mình không có làm, không có nghĩa gì, đừng có hiểu thấp như vậy, là bởi vì cái bình diện của quốc tế nó khác, cái bình diện của quốc gia nó khác, mình phải hiểu. Cũng như ở trong một gia đình nữa, nếu mà một ông chủ nhà mà ông có một cái trí rất sáng, con năm 12, 13 đứa, mỗi đứa tánh tình khác nhau hết, nhưng mà ông có một cái trí sáng, trước là ông làm gương này, sau nữa ông giải quyết đâu vào đó hết. Những đứa con nào thích cái gì, cần cái gì, biết cái gì, chứ còn ông không có nghĩa là bất bình đâu, nghĩa là đứa con này ngày nào cũng tôn trọng ổng thì ổng lo giải quyết cho đứa này, giải quyết không làm là số 1 này, nha. Còn đứa con kia nó không thèm hỏi tới tên ba, ổng mới chào ba, ổng có good morning, không có thèm chào tiền, ổng giải quyết một cách kêu là gì đó, bất bình đẳng, không phải như vậy. Mà dầu cho những cái đứa con, có những đứa có hiếu, có những đứa bất hiếu, có những đứa trung bình đi nữa, ông cha vẫn biết bổn phận mình làm cha là phải giải quyết, mà cái điều đó phải biết là đứa con này tại sao nó bất hiếu với mình, là tại trước đời trước của mình gây gỗ gì với nó đó, nợ nó tới bây giờ nó tới nó đòi, phải hiểu cái đó nữa, phải hiểu tới nữa mới giải quyết được, chứ không phải là bình hiện tiền lên đâu. Hay là những cái đứa con mà nó có hiếu, rất có hiếu, thì mình cũng biết là đời trước nó làm sao, bây giờ nó mới có hiếu. Biết được như vậy là 10 việc giải quyết 10 việc như nhau, không bao giờ sai cái gì hết. Còn tại vì không biết cái đó, vì không biết cái đó cho nên người ta nói rằng những vị mà ra mà lãnh đạo cao á, là phải tri bách niên tiền, tri bách niên hậu, phải biết trăm năm về trước, trăm năm về sau thì mới thành tựu được cái công việc nào. Chứ còn cái việc mà trước mắt mà giải quyết á, 10 chuyện lỡ làm hết 7-8, may lắm là được 1-2 chuyện, may cái rủi nói cho mình nói. Còn là bát nhã vị trùng, tứ cứu dung thông, trong 4 câu của kinh Bát Nhã này nè, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật này nè, hoặc là dung thông được, nói về tân ngã, nhược địa sắc kiến ngã, di âm kiên còn ngã, tị nhân hành tàn đạo, bất năng kiến như lao, hoặc là chú là dung thông được 4 câu đó, hay là dung thông 4 cái câu mà tôi mới đọc hồi nãy đó, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt dư điển, ưng tác như thị quan, thì tùy, phải dung thông. Mà chẳng những dung thông cái bài kệ 4 câu đó đâu, mà dung thông bất cứ một bài kệ nào mà Phật nói ra, mà nếu mình dung thông được thì là chứ là tứ cứu dung thông. Dung có nghĩa là viên dung vô ngại, chứ không phải là dung người dung khác đâu. Thông là gì? Khai thông được thông suốt, phước đức thắng vô cùng. Câu chót nghĩa là người được như vậy á, là phước cũng không có cái gì mà kêu là so sánh được. Phước đức, đức là công đức, vừa trước tôi giảng đó, công đức là công nè, phước là bên ngoài, phước đức thắng vô cùng, nghĩa là khen ngợi không bao giờ cùng tận được, nào mà khen ngợi từ đời này qua đời kia cũng không hết cái phước đức đó nữa. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát, là kính lễ các đức Phật, là các vị Bồ Tát trên pháp hội ở Kỳ Viên Bồ Tát Kỳ Hoàng. Là kết thúc, nói tóm lại, tập kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật này là đức Phật khai thông vấn đề cho mình, là phải làm sao để cho cái kim cương tính của mình càng ngày nó càng hiển lộ tinh vi,
mà có nó càng ngày nó càng hiển lộ tinh vi á, thì phải nhờ cái trí huệ, trí bát nhã, kim cương bát nhã. Nhờ như vậy cứ mỗi ngày tăng tiến đi tới cái chỗ ba la mật. Ba la mật là đến bờ bên kia, tức là giải thoát lạc rồi. Thì cái kinh này mà muốn được như vậy đó thì mỗi người chúng ta hiện bây giờ đây phải gắng mà tập thực hành, đừng có ngã tướng, đừng có nhân tướng, đừng có chúng sanh tướng, đừng có thọ ngã tướng. Từ ngày xưa tới bây giờ mình bị bốn cái tướng đó nó gây quanh cho mình, cho nên mình phải nô lệ với nó, mình phải chịu đầu hàng nó. Bây giờ mình phải làm chủ. Khi mà mình làm chủ được, tất nhiên là mình giải tan được cái vụ đó bất cứ lúc nào, thì cái kim cương tánh hiện. Tóm lại là như vậy. Nói tới kim cương tính, chỗ khác là Phật tính, chỗ khác gọi là chân tâm, chỗ khó gọi là chân tính, giống nhau. Ở đây nó kim cương. Rồi còn mấy phút thì vị nào muốn hỏi, có cái gì nghi ngờ hỏi về kim cương thì xin hỏi, để chúng tôi xin tùy cho đó để mình giải đáp. Theo cho một vài cái ví dụ về cái ngay bây giờ phải là Như Lai, cái vẫn mình nhỏ nhỏ như với Như Lai nó có phân biệt như Lai thì nó có một, nó có gì đâu. Như bất động á, là chỉ cho cái đặc tính của cái ngọc kim cương, kim cương á, đại hữu các kim cương ngọc xoàn không có túi nó không có kim cương, nghĩa là cái đặc tính của chất kim cương là nó bất hoại, kim cương bất hoại không, thấy không? Đây là tôi nói trong kim cương, cho nói tới cái gì khác. Còn Như Lai á, là chỉ cho Như Lai tạng tánh, cũng là một cái tánh, tánh đức Như Lai. Thì nhưng mà cái tánh đức Như Lai á, nó cũng giống như là cái viên ngọc, thấy không? Các đức Như Lai mà đã thành Phật rồi thì coi như là cái viên ngọc đã lâm chùa, đã vua đã mài rồi. Còn chúng ta cũng có tánh đức Như Lai, mà tại vì cái tánh đức Như Lai chúng ta giống cũng như là ngọc kia, chẳng vua chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì học hành quý giá ngu si đi rồi, vân 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 vân, cái kiểu đó vậy đó. Thành thử ra như bất động là nói với một cái phần tỉnh của cái kim cương tính, mà Như Lai mà Đức Phật giải vô sở tùng lai và vô sở dư có cái Như Lai là đứng về phương diện vừa tỉnh vừa động, còn gì nữa. Là không biết có hỏi gì không, mà sao vòng tay ngồi vẫn nói vô không. con xin hỏi một điều. Rồi vô. Dạ, hồi xưa nhà Đức Phật Thích Ca ngài đi cứu đó. À. Thì thưa Phật tử là thế này, ngài là một vị thái cư, họ vừa đẹp có con không. À. Ngoài khi ngài đi và từ bỏ đó một sự khó khăn rồi. Ừ. Tuy nhiên cái khó khăn đó vẫn dễ, là bởi vì ngài được từ khi ngài đi thì vợ và con ngài không khổ. Là bởi vì có cố tiên, có lính trạng hâu, có đầy đủ cả. Chưa chắc là nhưng mà thực tế cái tình thương khác, còn cái vật chất hay còn gì quá. Con buồn là rồi. Tình thương vật chất. Vâng. Đương nhiên, tình thương thì vô bờ bến rồi. Là một sự hy sinh, phải là vô cùng cao cả. Tuy nhiên, được ngài được an, được những bộ có thể là yên lòng vì cái vật chất. Bởi vì ngài được ngài ra đi ấy, thì sẽ có những bà con hay là cố tiên đó là lo cho. Chứ giờ đạo hữu Mỹ mà đi không ai lo hết. nó liền đấy chứ. Đâu con? Tại vì đâu phải con muốn đi tu. Đó, không ai lo hết. Thì tất nhiên không ai lo hết. Đó là cái thực tế, thế không thưa ông đường. Rồi thực tế là. Vậy thì khi không lo ai hết á, thì mười mấy đứa nó có thể là bị khổ. Biết cái thiếu tình thương của cha, thiếu sự lo lắng của cha, thì thế nào? Không còn không hẳn. Được cái điều như là một cái sự bạo bạo. Về phương diện tinh thần người bệnh này khả của nhà thì con đồng ý chứ hồi nãy giờ có ai mà biểu mà bỏ nhà đi như Đức Phật ở đâu, là nó biểu làm cái luyện tập tu thôi, ta nói chưa chắc gì những cái người mà đi mà cái kim cương tính thể hiện được, thấy không? Ví dụ như bây giờ đó, chẳng hạn như bây giờ nói thẳng là thực tế là như đạo hữu đó, bởi vì cái bổn phận đối với gia đình, bởi vì dục tu tiên đạo tiên mới tu nhân đạo, thấy không? Tuy mà nhân đạo bất tu thì Phật đạo tiên đạo gì nó cũng viễn hỷ, do đó thì nhưng mà hàng ngày
làm cái gì thì làm, đã hữu phải để nhín ra cái thì giờ để gì, hoặc là quán niệm, hoặc là tọa thiền, để cho cái kim cương tính này nó càng ngày nó sẽ nó cũng như nó hiển lộ vậy đó, chứ không phải là không phải hoàn toàn đi tốt. Đúng, nếu mà đạo hữu mà tính xong hết đâu đó rồi yên tâm rồi đó, thì lúc bây giờ thì cái kim cương tính của mình nó có thể nói là thí dụ như thế này nè, thí dụ bây giờ mình ở tại gia thì bị ràng buộc, cho nên mình trao dồi cái kim cương tính của mình đó nó hơi chậm chút thôi, nhưng mà mình phải làm, phải không? Còn nếu mà giả sử bây giờ mình giải quyết hết mọi việc, bây giờ chỉ ngày đêm tu dạ lục thờ, mình lo mình lao, mình chùi mình dúa, mình mài cái kim cương tính đó thì nó càng nhanh hơn. Nhưng mà cái ý chúng tôi từ bữa giảng tới bây giờ cũng vậy nữa, là khuyến khích sao trong hàng Phật tử á, tại gia cũng như xuất gia, là tự động mình nên tu tập, gọi là mình bớt cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, để cho cái kim cương tính nó hiển lộ. Chứ đâu có phải nó bảo là người nào cũng phải bỏ nhà bỏ vợ bỏ con đó rồi đi đâu đó đấy, ở đây nó có cái vụ đó mà, thấy không? Bởi vì có nhắn thôi, vâng, không chỉ đứng ký chậm cái chuyện chuyện khác nó tham, cái đó tham đã tạo răng gánh rồi mà muốn cho nhanh chứ không được, thì phải đành chịu trong cái hoàn cảnh đó mới hay. Có nhiều thứ tham, vâng, thứ tham mà muốn được nghĩa là cái vùng sản xuất và bị nhắn đó, loại tham đó là khác, cái thứ tham kia. Nghĩa là bây giờ quý nhất á, cái quý nhất mà cái thực tế nhất á, là ở trong cương vị nào, ở trong hạng người Phật tử nào cũng vậy hết, mình gắn mình luyện tập trong cái hoàn cảnh của mình. Ví dụ mình có, nhưng mà phải nhím thì giờ, đó là hữu thấy, ví dụ như bây giờ đã hữu năm được, nhưng mà ít nhất làm sao đã hữu phải chọn ngày một giờ, đêm một giờ để mình xét lại, mình kiểm điểm lại những cái gì, cái sợ đây nó lớn rồi yếu đi, mình không quan sát nổi. Bạch Phật Thường thế này, vâng. Như Phật Thường thấy, tâm sắc là một chuyện này, này. Tu thiền không phải là ngồi chỉ ngồi mà thiền, nghĩa là bán đồ cũng thiền, ý nói vậy là thiền lúc làm mọi việc. Rồi thì á, Bạch Phật Thường, chính con đã áp dụng cái này trong mọi lĩnh vực, nghĩa là không phải thiền nhưng mà giữ cái sạc để cái tâm mình còn phải đi ra ngoài đó, trong mọi sự việc đổi lại cái lời Phật này cả đó. Thành đó, con có cái ý nghĩa như thế này, có lẽ thì dù cái sự con sẽ động thầy Thị Hải, bây giờ thầy Thị Hải tu rồi, rồi bên phía này là đời, thì con thấy rằng có lẽ vị trí của thầy Thị Hải dễ tu hơn là chúng con. Đúng, bởi vì đúng. Bên này đồ nhiều cái trường mà là nhức đầu lắm, vì nó con sống ở đây, nhưng mà chúng đó làm cái sao để ngăn chặn và giải quyết trong đường đạo, cái đó, sống với đời mà đang đạo áp dụng. Thì con thể là ở phía ngoài nó khó hơn là một việc chỉ có ít đùng khó như dễ là vậy, là tất nhiên ví dụ bây giờ một vị sư mà chỉ ngồi thiền hoặc là chỉ tụng kinh niệm Phật á thì dễ đó, còn hiện bây giờ những vị sư cũng đương đầu lắm, ví dụ làm việc hậu với lại ba tánh phải chắc cũng là nhức đầu lắm, thì nhức đầu ít hơn nhức đầu ở ngoài, ở ngoài nhức đầu 10 thì trong này 8-7 chứ không phải nó không có đâu, từ khi nào mà không nhức đầu cái ngồi chỗ làm chuỗi hoặc là tâm thiền á thì cái đó mới đỡ. Tuy nhiên á, cái vấn đề đó thì quý Phật tử nói chung hay là đạo hữu nói riêng, mình gắn mình thực hành, không riêng về đạo hữu, thì chúng tôi thấy rằng trước có ngồi tâm bảo chứng cái đạo hữu cũng được lắm, quán niệm được lắm, chứ không phải thường đâu. Nếu mà không được á thì không phải như bây giờ, hay là không phải như bây giờ vòng tay đứng trước tượng Phật, thấy không? Nó cũng là ba chìm bảy nổi lắm mà vẫn giữ chân tâm kinh can thánh, cũng vẫn đều thì vậy được, là cũng đáng tán thán lắm mà, chứ không phải là thường đâu. Có những người khác kim cương giờ nó xuống cái buồn mới tội trơn rồi, cái đầu cũng đương lên kim cương đầu cũng khá lắm chứ không phải thường đâu. Không, điều đó đều tốt đó, phải giải quyết, bởi vì đó là sứ mạng, không thể nói là mình trốn tránh được, chứ mệt lắm mà không ít đâu. Nghĩa là nếu mà như hồi nãy tôi nói đó, nếu một vị sư mà chỉ biết tụng kinh gõ mõ ngồi thiền hoặc niệm Phật thì cái chuyện đó mà ở đó là Phật vỡ, Phật nó kêu tiêu nha bại chủng, cái hạn mà tu như vậy á là tiêu nha bại chủng, trầm không trệ tịch, ngày vỡ dữ lắm mà chứ không ít đâu. Còn cái hạn đời còn đau khổ, mình còn bổn phận, đó mới là ngon.
như ngài A Nan ngài nói đó, như nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nương hoàng. Nếu mà một chúng sanh nào mà chưa thành Phật, chưa giác ngộ á, thì ngài chưa có muốn về Niết Bàn, chưa muốn trở về với cái cảnh Niết Bàn. Bởi cảnh Niết Bàn là cảnh yên tĩnh, thấy không? Cảnh nghĩa là giải thoát hoàn toàn, nhưng mà ngài không muốn. Thì về cho nên chính cái chỗ đó mới nói đến cái giáo lý gọi là giáo lý phóng khoáng hay là giáo lý bị hạn cuộc. Thành ra nói tóm lại thì về lý đạo á, thì mình làm dù là ở trong cương vị nào cũng gắn để mà nhìn lại cái việc của mình, tức là gì, tức là cái bản tâm, cái kim cương tánh. Thì đó là cái quan trọng. Dù cho mình là một người lái chiếc xe gọi là tài xế đó, hay là một người làm việc trong công sở, bất cứ là trong địa hạt nào làm việc thì làm, nhưng mà mình phải xét lại. Thì xét lại trong tâm mình đã có nhiều cách, có khi mình phải thiệt thanh tịnh ngồi trước bàn Phật để mình xét lại, có khi mình đi đứng là ngồi trong công việc làm mà mình xét lại, lúc nào cũng phải có cái luật quán niệm để cho. Còn mà đi tới cái chỗ hoàn toàn tự chủ mà mình biết á, thì dĩ nhiên là phải, cũng phải có thì giờ nhiều giờ, phải cái đạo lực cho nó cao cường, phải có đạo lực trước, cái sức đạo lý. Nếu thiếu đạo lực thì cũng không được. Cái đạo lực quan trọng lắm nha. Ví dụ như người ta nói rằng cái vị sư đó đạo lực rất cao, hay là một vị cư sĩ đó đạo lực coi bộ khá lắm á, thì người ta mới giải quyết được vấn đề này vấn đề nọ mà không có đụng chạm, không có tạo thân nghiệp. Còn nếu không khéo là nó đụng đâu tạo nghiệp đó, đụng đâu tạo nghiệp đó, tạo nghiệp trong mình, tạo nghiệp trong người, chính vì mình mà họ không tạo nghiệp nữa. Thành ra nhiều khi ta phải tránh cái đó, nó phải có cái trí hóa. Cho nên kim cang bát nhã ba la mật là còn gì nữa không? Hết giờ rồi, 9 giờ mấy rồi, bắt đầu hướng ngủ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh tại hôm nay chúng tôi muốn nói là muốn hết khổ phải tu theo đạo Phật. Mà khổ đây không phải là cái vấn đề khổ vật chất đâu. Vấn đề khổ vật chất nó chỉ có tới cuối cùng, nó chỉ có mất cái xác thân này thôi. Mà mất cái xác thân này chưa phải là khổ. Cái khổ mà nó trầm luân ở nơi cái biển sanh tử luân hồi á, là cái khổ đó, cái khổ mà sanh rồi chết, chết rồi sống, sống rồi chết. Mà nếu như chúng ta cái tinh thần sáng suốt mà đi lên được đó, thì nó còn đỡ khổ. Nếu tinh thần mình càng ngày nó càng tối tăm mê mờ đi xuống thì lại thấy như thế nào? Nó do đó cho nên đạo Phật cứu khổ là cứu cái khổ sanh tử luân hồi. Có nhiều người người ta không có rõ, người ta nói rằng đạo Phật là một đạo cứu khổ ban vui. Mà đạo Phật đã có mặt trên trái đất này trên 2000 năm lịch sử, mà sao chúng sanh còn khổ hoài? Họ nói vậy, họ hỏi vậy đó. Nó mà giờ là càng khổ hơn nữa. Đó. Rồi như thế thì chẳng gì đạo Phật bất lực lực hay sao? Nó không. Thiệt ra cái khổ mà khổ vật chất á, đạo Phật cũng để ý chứ không phải không, nhưng mà đặc biệt á, là để ý về cái khổ về tinh thần. Cái khổ mà cái khổ sống chết, chết sống, cái khổ đó cái khổ sanh tử luân hồi, nghĩa là cũng như cái bánh xe nó quay mãi mà mình không biết lối ra, cũng như con kiến nó bò trên miệng chén nó bò mãi không biết lối ra, nó lúng túng. Cho nên Đức Phật ra đời, Đức Phật ra đời rồi ngài nói rằng phải làm sao để mà tìm cho ra cái gốc khổ. Mà muốn tìm ra gốc khổ á, là phải thiền. Thiền của Đại Thừa Phật Giáo là thiền để nhổ cái gốc sanh tử luân hồi.
hoặc là tỉnh, tỉnh cũng được, cũng giải quyết được vấn đề sinh tử luân hồi, hoặc là cả hai thì nhanh cũng như cột mạng thêm sự. Đó. Muốn hết khổ, khổ như tôi vừa nói, đạo Phật chú trọng cái khổ tinh thần nhiều hơn. Cái khổ tinh thần tất nhiên là như quý vị thấy không, có ai mà thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, không có nhà ở mà tự tử nguyên sanh không đứa con, thấy không? Đó là khổ vật chất đó. Mình đọc trong báo, mình nghe người ta nói những cái khổ mà ưa tự tử, ưa nguyên sinh, đó là cái khổ gì? Khổ tình duyên cắt trở, dù đó là tinh thần rồi, thiếu nợ tinh thần rồi, thấy không? Hoặc là cầu cái gì không được, muốn cái gì mà muốn không được, hoặc là thi rớt, tức là muốn đậu mà nó đậu nó rớt, à, là khổ về tinh thần. Mà khổ tinh thần đó nhiều người muốn chấm dứt cái cuộc đời ở nơi dòng sông lạnh, hoặc có người muốn chấm dứt cuộc đời nó một cái chén thuốc độc, thấy không? Chứ còn ít có ai trên báo mà nói bà Nguyễn Thị Xoài biểu không có cơm ăn cho nên bây giờ đây nhảy xuống sông không có ai dùng, đi ra ngày nói, phải không? Hay là nói rằng ông Nguyễn Văn Ổi bởi vì không có nhà ở cho nên bây giờ ổng tự tử đi con, bởi vì nó không khủng khí. Còn cái khổ mà cái khổ tinh thần đó, cái khổ nó dễ sợ lắm. Do đó cho nên đạo Phật dạy chúng ta rằng mỗi một cái việc gì chúng ta phải học hiểu. Ví dụ như bây giờ người ở ngoài đời tình duyên trách đỡ lận đận, công danh lận đận, tại làm sao? Tại vì những cái nhân đời trước của mình nó không tốt, à, hoặc là mắc nợ, là tại vì cái nhân đời trước, nghĩa là gây cái nhân nó không tốt, cho nên cái quả phải chịu trả. Khi mà mình hiểu được như vậy rồi, đạo Phật dạy cho chúng ta hiểu được cái đó rồi, thì dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ mà tự tử nguyên sinh. Bởi vì có nhiều người ta nói là giờ khổ quá, không biết làm sao, không giờ kệ nó tự tử cho nó khỏi khổ, nó hết khổ không có hết đâu. Trong nhà Phật là cấm vấn đề tự tử đó. Bởi vì mình cái mãn nghiệp chưa xong. Mẫu người thí dụ mình sống trong 80 năm mà bây giờ đây chưa có đủ 80 năm, mới có 60 năm thôi. À, rồi cái khổ nó dồn tới, mình tưởng đâu bây giờ nghĩ là chết cho nó hay còn không có đâu. Bởi vì cái mãn nghiệp nó chưa đến. Chết cái kiểu đó là chết kêu là nó trở thành cái gì? Ma hay là cô hồn các bác ở đầu đường xóm chợ, bởi vì chưa tới cái lúc đi đầu thai. À, thành thử ra đạo Phật dạy chúng ta rằng tại sao mình gặp những cái cảnh phủ phàng, những cái cảnh khổ đau, những cái cảnh cầu bất đắc khổ, là tại vì ai cũng có cái nhân đời trước gây nó không tốt, cho nên bây giờ vui lòng để mà trả, vui lòng để mà chịu, đừng cái than trách ai hết á. Đó. Thì biết được như vậy đó, tất nhiên là nó đỡ khổ nè, để là tiến tu. Còn nói tới cái chữ khổ trong nhà Phật á, khổ là gì? Tức là cái cảnh trái đắng, cảnh rắc rối, cảnh nghĩa là làm cho tâm mình nó xáo trộn hết, hoặc là vật chất hoặc bằng tinh thần. Cho nên khổ trong nhà Phật á, cứ chia ra 3 khổ và 8 khổ, vô lượng chúng khổ. Cái khổ trên cuộc đời này nó mệt lắm, cho nên trong kinh Nguyên Nguyên Trực Chỉ đã nói như thế này nè: ta bà khổ, ta bà khổ, thùy năng sổ, thế nhân phản dĩ khổ vi lạc, tham tại kỳ trung đa thất sở, vân vân. Nghĩa là mình nói theo tiếng Việt mình á, là Đức Phật nói rằng cõi ta bà này khổ, cõi của mình đương ở đây là cõi ta bà rất là khổ. Người sống trong cõi ta bà này là lấy cái khổ cho là vui, vui thân chịu khổ không biết thoát ly. À, bây giờ mình phải tìm con đường để giải thoát, tìm con đường để giải thoát chứ, không lẽ là cứ hoàn hoại trong cái sự khổ hoài. À, thì khổ trong nhà Phật, nếu mà bữa nay cho giảng đến giờ là sao giảng như hết cái bài này cũng ngon ngon 2 giờ không, cả nó cứ tốn lại hết rồi, không còn thì mai bổ túc nữa mốt.
Bây giờ khổ trong nhà Phật mà nói một cách đơn giản thì có tam khổ và bát khổ, tức là ba sự khổ và tám sự khổ. Rồi để kể ra rồi quý vị nghe thử cái Phật nói có đúng không, cái quyền của quý vị đó. Cho nên muốn hết khổ, muốn hết cái khổ đó, mình phải tu theo đạo Phật. Tu là tập hành, phải nói sau, phải hiểu cái khổ trước rồi cái tập hành sau đó, trong đạo Phật cũng trường. Ba khổ là gì? Khổ khổ là một nè, hoại khổ là hai nè, hành khổ là ba nè. Khổ khổ là sao? Gọi là khổ khổ, khổ khổ là mình có cái thân này nó đã khổ rồi đó, quý vị thấy chưa? Lúc nào cũng lo cho nó hết, cho nên lo cho nó cái thân này nó hết thì dở rồi, cho nên tâm lửa ăn mặc còn đủ thứ hết mà không lo để ban ngày biết, hay làm tuần lễ mà không tắm, không có chà răng, không biết đó. Nó thành ra mang cái thân này đã khổ rồi, rồi bị cái hoàn cảnh bên ngoài lạnh nè, nóng nè, tất cả những cái gì phải nó dồn ép tới đó, là thấy khổ, kêu là khổ khổ. Cái khổ, chữ khổ trước đó là khổ về thân, chữ khổ sau đó là khổ về hoàn cảnh. Nóng lạnh áp bức, trời nóng quá chịu không nổi, mà lạnh quá chịu không nổi, mà mưa nhiều quá chịu không nổi, do nhiều chút đủ thứ chuyện mà ta nói nó mệt lắm, tôi là khổ khổ. Đây tôi nói được không ạ? Còn ngoại khổ, ngoại khổ tất nhiên là thân mình tàn tạ, càng ngày nó càng già nua, đó là cái sự khổ nó đưa tới. Hoặc là hoàn cảnh, những cái gì mà nó hoại lần hoại lần, nó ví dụ cái nhà, chiếc xe, thấy không? Mà nếu nó càng khi nó mới thì nó còn đỡ, mà khi mà nó cũ rồi nó lần nó hoại, cho nên gọi là hoại khổ. Mình thấy cái sự kêu là nó sắp tàn tạ, sắp hư, sắp tan rã, mình thấy là không có ai vui được cái cảnh đó hết á. Ba là hành khổ. Hành khổ là gì? Tức là cái sự khổ tâm hồn chúng ta chưa có yên tĩnh, nó thiên lưu biến chuyển, nó cứ sanh diệt trong tâm hồn mình, mình thấy không, nó không có yên. Quý vị thấy đi, nó không yên chút nào hết, nó sanh diệt, diệt sanh, cái hành là thiên lưu biến chuyển, cái hành này cái nghĩa là khó, thì nó làm cho tâm hồn mình khổ. Cho nên người ta ngồi thiền, người ta muốn tâm thức định để cho nó bớt, hoặc là niệm Phật tụng kinh, nó đi một chiều để cho cái tâm hồn nó đừng có nghĩ như thế này, như thế này nó mệt lắm đó. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, đó là ba cái ai cũng không có tránh khỏi được. Bây giờ nói tới tám khổ. Tam khổ là tới bát khổ, tám khổ tức là tám điều khổ lụy. Cái điều khổ lụy thứ nhất là sanh khổ. Sanh đó là năng sanh là bà mẹ, sở sanh là đứa con. Đó. Quý vị thấy sanh nó có hai nghĩa, sanh một là đời sống, hai là sanh là cái sự sinh nở. Đời sống chúng ta, chữ sanh này cũng có đời sống này, cho nên khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đó, ngài xin phép vua Tịnh Phạn, vua cha ra dạo chơi bốn cửa thành. Đầu tiên hết á, là Thái tử xin vua cha để đi dự cái lễ cúng hạ điều. Bởi vì những cái phong tục như Ấn Độ hay Thái Lan, Miên, Lào, trước khi mà dân chúng xuống cày để mà cày ruộng, vì nó